thì chị Khăn Khăn xin chào. Ngày hôm nay thì Level Idea Pass 11015 ESK sẽ ra mắt quý vị với phiên bản có Win và không Win. Vâng, sản phẩm của chúng ta là một mẫu laptop Lenovo có khoảng giá 13 triệu đồng tại An Khang. Dù giá tốt nhưng sản phẩm lại sở hữu một thiết kế đẹp và cứng cáp, giản dị. Với một màn hình 15.6 inch rộng rãi và đặc biệt là cấu hình cao Core i7 thế hệ mới Skylake cùng đồ họa ROG AMD Radeon R7, IdeaPad 11015 ESK thực sự là một sản phẩm phù hợp với sinh viên ngành kỹ thuật, xây dựng hay công nghệ thông tin có nhu cầu làm việc và giải trí cao. Xét về thiết kế, 15 ESK được Lenovo thiết kế theo xu hướng đơn giản với điểm nhấn là những đường nét cứng cáp và mượt mà. Phần mặt lưng được hoàn thiện từ chất liệu nhựa với những họa tiết vân hạt gạo toát lên vẻ tinh tế và sang trọng cho người sở hữu. Tuy nhiên, bề mặt dễ bị bám bẩn vân tay. Các đường nét góc cạnh được bo cong nhẹ và phần bản lề được thiết kế một cách chắc chắn cùng với một màn hình gương cho màu sắc trung thực hơn so với màn hình chống lóa. Lenovo 15 ESK này được trang bị một bàn phím checklist hình chữ U, vâng, hãng gọi riêng đó chính là AccuType. Các phím có diện tích lớn, khoảng cách hợp lý, phím bấm êm nhưng hành trình phím thì chưa được sâu. Bàn di chuột thì có diện tích vừa phải, hỗ trợ đa điểm tốt, giúp cho các thao tác thu phóng hay là cuộn văn bản được dễ dàng. Tuy vậy, khi nhấn thử hai nút chuột trái phải thì có phát ra một tiếng kêu nhẹ. Bên cạnh một thiết kế nhẹ vừa phải, chỉ 2,1kg, thì máy được trang bị một loại pin rời 4 cell, cũng dùng được trong khoảng 5 giờ khi lướt web đọc tin tức. Lenovo đã tận dụng rất nhiều khoảng không thoát gió để khiến cho máy của chúng ta mát hơn khi làm việc với những ứng dụng nặng, nhất là khi chơi game hay là thiết kế đồ họa. Máy được trang bị đầy đủ các cổng kết nối, cơ bản như là cổng mạng LAN, cổng xuất hình ảnh HDMI, USB 3.0, 2.0 và combo jack 3.5mm. Bên cạnh trái là vị trí của một ổ đĩa quang cho những ai cần học ngoại ngữ hoặc là cài game bằng đĩa CD. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cấu hình của máy. Lenovo 15 ESK là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho sinh viên khối kỹ thuật, thường xuyên làm việc với những ứng dụng mạnh liên quan đến kiến trúc, xây dựng hay là thiết kế đồ họa. Cụ thể, máy được trang bị vi xử lý Intel Core i7 Skylake, dung nhịp là 2,5GHz và kết hợp với 2GB card đồ họa rời AMD Radeon R7, giúp máy có thể chạy mượt mà các ứng dụng đồ họa hay là chơi các tựa game online đình đám hiện nay. Bên cạnh đó, máy có 8GB RAM DDR4 băng thông cao, giúp xử lý tác vụ đa nhiệm tốt. Sản phẩm này còn sở hữu một ổ cứng 1TB cho một không gian lưu trữ rộng rãi, bạn có thể lưu trữ thoải mái hình ảnh, bài hát, game, phim hay là các sản phẩm đồ họa của mình trong nhiều năm. Nhìn chung với một thiết kế cứng cáp, cấu hình mạnh mẽ Core i7 mà giá thành vừa phải, chỉ khoảng 15 triệu đồng với phiên bản có sẵn Win bản quyền, hoặc là hơn 13 triệu đồng với phiên bản FreeTOS. Lenovo IdeaPad 11015 ESK đang là một sản phẩm không nên bỏ qua cho các bạn sinh viên ngành kỹ thuật, đồ họa hay những ai đang tìm kiếm một chiếc laptop mạnh mẽ để phục vụ cho công việc hay giải trí của mình. Siêu thị máy tính An Khang của bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!